Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Vĩnh Thạnh các bạn ơi, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay mình đến nhà anh Phong các bạn. Anh có giao lưu với anh em hai gốc mai tàn khá là VIP nha, một thân một cốt, tàn rất là đẹp các bạn ơi. Đặc biệt thì mức giá của anh Phong đưa ra thì nó rất là hợp lý các bạn. Giờ bắt đầu vô qua chi tiết cho các bạn xem. Rồi em xin chào anh Phong. Đấy, xin chào cô chú anh chị em, mình yêu thích Hoa Kỳ nha. Hôm nay mình cũng có về để lấy cây mai tàn để giao lưu cùng cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, Vĩnh Thạnh, Kiên Giang. Dạ. Số điện thoại mình là 0946 44 0600. Dạ. Đây. Bộ tàn này khá là lớn các bạn ơi. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Phong? Cho thông số chiều cao á. Ngang thì có rõ mình nhớ gọi là chiều cao. Mới đổi hai tên mập vô nè. 4m3. Rồi, chiều cao 4m3 các bạn ơi. Còn tá ngang khoảng nhiêu anh Phong? Tá ngang này nó tới 6 thước lận. Rồi, tá ngang 6 thước. Bộ tàn đặt kẹo luôn các bạn ơi. Cây này đặc biệt nó là bông chùm á. Là bông bao nhiêu cánh anh Phong? Bông cũng 5 cánh đến 8 cánh mà nó đặc biệt là nó bông chùm luôn. Rồi, từ 5 đến 8 cánh các bạn ơi. Những cái đầu cuốn bông của nó là nhìn biết bông chùm này. À, cục cục vậy. Dạ. Cốt chủ nằm phía này anh. Đây cốt chủ nó dốc thẳng lên. Đây là nó hơi té cái trên nhánh này nó hơi lớn chút nha. Đây các bạn, cây này có cốt chủ nha, cốt chủ thẳng đứng lên nha. Cốt chủ thẳng đứng lên. Cái này đặc biệt bộ đế khá là ngầu các bạn ơi, VIP luôn nha. Mình đi một vòng cái bộ tàn sơ bộ cho bạn xem rồi xíu vô quay bộ đế luôn cho anh em xem. Cái này thì mức giá của anh Phong đưa ra rất là hợp lý các bạn, anh em tham khảo nha. Rồi alo trực tiếp anh Phong để mình sở hữu gốc này các bạn. Tàn rất là đẹp nha, bông chùm này thấy mặt bông rồi ha anh Phong? Thấy mặt bông rồi, cái này đặc biệt nó bông chùm. Dạ. Cũng theo cũng cái năm nay mình mới mua được cây mai này. Là mặt bông nó khoảng bao nhiêu cánh anh Phong? Dạ. Rồi đây là bộ đế đây các bạn ơi. Đế đẳng cấp luôn. Cái bầu này mình bứng khoảng bao nhiêu mét vậy anh Phong? Bầu này gần 1m3 lận. Dạ. Mình nuôi được bộ tàn. Bứng bầu lớn anh. Bầu lớn. Đế nó không có thiếu điểm nào chân. Đây. Chạy rất đều. Chích chân rồi. Rồi đế là ok bạn ơi, VIP luôn nha. Đều tất cả các mặt luôn nha. Bỏ tứ diện hết, không thiếu cái đầu ghế nữa các bạn ơi. Anh bứng bầu lớn nha, để hết cái bầu luôn. Cái này cái thân nó khá là lực nha. Cái độ năng nó cao. Dạ. Cái này tầm khoảng bao nhiêu năm tuổi rồi anh Phong? Cái này cũng trên 30 năm rồi. Rồi, trên 30 năm. Cây còn tơ hả anh? Tơ. Rồi, cái này anh em về anh em chăm thêm bạn ơi. Tương lai nha. Còn phát nữa nha anh em. Rồi đâu anh Phong đo thử cái thông số này khoảng bao nhiêu anh Phong? Hoành thân của nó là 70. Rồi, hoành chuẩn luôn các bạn ơi, 70 hoành. 70 hoành. Thoát thân điểm này là 36. Rồi, thoát thân 36 các bạn ơi. Cho cốt số 1 luôn nè. Cốt số 1 là 27. Rồi, cốt số 1 27 các bạn ơi. Rồi anh Phong sẽ đo cái cổ đế cho các bạn xem là bao nhiêu bạn. Đây cổ cổ ghế của em đó là 81 nè. Rồi cổ ghế là 81 các bạn ơi. Đây, năm thứ gì đây là 81 nè. Rồi sáng tay náo luôn cái nồi đế khoảng bao nhiêu nha anh Phong? Nồi đế hết hồn luôn các bạn ơi. Này chắc cỡ 3 mét đó. Rồi khoảng 3 mét đó anh. Đây, cây mét rưỡi mà mới hơn nữa. À. Dạ. Dầm xương như vậy đó. Cây này rất là chuẩn các bạn ơi, thân tàn đế luôn. Bông chùm luôn, anh Phong anh thấy mặt bông rồi. Anh em nào mà muốn biết chi tiết thì anh em liên hệ với anh Phong đi, để anh gỡ bông cho các bạn xem. Rồi anh Phong ơi, góc mã số 2 này mình giao lưu với anh em giá như anh Phong? Rồi cái mã số 2 này xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá 250 triệu. Rồi, 250 triệu có hỗ trợ gì không anh? Rồi, bao ship 200 km. Rồi, bao ship cho anh em 200 km các bạn ơi. Giá là 250 triệu nha. Nhanh tay liên hệ anh Phong để sở hữu các bạn ơi, cây rất là đẹp nha. Rồi, đầu tiên là góc số 1 các bạn ơi. Đây, một thân một cốt nha. Cây này cái tàn khá là đẹp các bạn. Phong cao nha. Cũng cút lá thì cây tàn rồi mình cút lá cho cây nó đứng. Rồi cái này cây là cây tàn lớn các bạn ơi. Anh Phong xuống lá nha. Mình đi một vòng cho bạn xem cái bộ tàn đó. Cái này mặt bông sao anh Phong? Cây này bông nó cũng từ 5 cánh đến 8 cánh. Rồi, từ 5 đến 8 cánh ha anh. Chiều cao này tầm khoảng nhiêu anh Phong? Để mình cho cái thông số là cao.
Rồi chiều cao 4m5. Rồi sáng tay anh đo cái tán ngang luôn Phong ơi. Cây này bộ xương rất là đẹp các bạn ơi, dày đặc luôn nha. Một cốt đi lên, đóng từ dưới lên trên luôn. Tán ngang là 4m3. Rồi tán ngang 4m3. Đây mình đi sơ bộ tổng quát cái bộ tàng cho bạn xem nha. Tất cả các mặt đều có cho bạn, dày đặc luôn. Rồi mình tiến lên gần xíu nữa mình quay cho các bạn xem các bạn. Cây này cây thiên nhiên nguyên thủy luôn ha anh Phong. Cây này là cây tự nhiên ha. Dạ. Yeah. Cây này cốt cành rất là lực các bạn. Tại chừng nó đóng rất đều á. Dạ. Yeah. Một cốt đóng từ dưới lên trên luôn anh. Cốt dọc tới đọt luôn. Cây này tầm khoảng 5 tuổi rồi anh Phong. Cây này chủ nhà nói cũng 20 mấy năm, gần 30 năm. Dạ. Yeah. Còn tơ ha anh. Tơ. Cây này trồng là tương lai các bạn ơi. Nó tương lai lắm. Dạ. Yeah. Đặc biệt cái củ rất là lớn nha, nở. Xíu nữa anh Phong sẽ đo cụ thể cho các bạn xem. Đây là dàn đế đây. Đế cuồn cuộn luôn các bạn ơi. Cây này thì nó cũng còn trải nhiều lắm mà tại mình làm không có cho quá nhiều cây tàn mà. Dạ. Nhiều quá thì nó vận chuyển rồi này kia nó yếu cây. Dạ. Cũng làm cho nó có lượng lượng thôi. Rồi mình đi một vòng mặt phía này nó cho các bạn xem cái bộ đế nha. Đây. Anh em mà thích mai tàng nguyên thủy thì anh em tham khảo cái cốc này thử của anh Phong các bạn ơi. Đây cái dàn xương nha, qua dưới lên chơi cho bạn xem một vòng nha, đóng đều nha, tất cả các mặt luôn. Cây này anh em nào có duyên sở hữu thì anh em gì anh em lên một cái chậu cao cao nữa anh em chơi luôn, cái tàn khá là vip nha. Rồi ông anh Phong đo thử thông số khoảng bao nhiêu cho các bạn xem anh Phong. Cho cái thông số chuẩn nhỏ này là 63 nha. Rồi hoành chuẩn thông số nhất là 63. Rồi ok anh ơi. 83, này 83 nha. Rồi anh Phong 6 thử cụ đế các bạn. Cụ đặt 135. Nha. Rồi 135. Rồi sáng tay anh đo luôn cái cốt cành cho nó nhất luôn khoảng bao nhiêu anh Phong? Mình chờ cái thông số cốt số 1. Cốt số 1 26. Rồi cốt số 1 26 các bạn ơi. Rồi mình đi từ xa quay lại con tàn cho các bạn xem một lần nữa nha. Cây này tàn khá là đẹp nha. Dày đặc luôn. Một cốt đi lên, đóng từ dưới lên trên luôn. Không, cái này là cũng bắt mấy cái dâm non xuống xuống không ạ? Dạ. Nó cũng như vậy rồi. Sáng nay cô chú mình có ấy thì phóng bộ, quay gầu cây rồi. Dạ. Rồi anh Phong ơi, cốt số 1 này giao lưu với anh em giá như anh Phong? Cái này mình xin giao lưu với cô chú anh em mình giá 350 triệu, bao ship tới Bình Dương. Rồi, 350 triệu hả anh? Mình bao ship bao nhiêu cây số anh? 200 km. Rồi, 200 km các bạn ơi.